Còn cách thức vào keo thì nó đơn giản thôi. Đấy, anh em mua trực tiếp hũ như thế này về, anh em chọc thẳng vào que này anh em sử dụng được luôn. Đấy, không phải lấu lướng gì cả. Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh cỏ mạc di cư trên toàn cả nước. Nội dung của video ngày hôm nay thì cơ sở bên em lại xin giới thiệu cho anh em là về cái mẫu keo đánh cỏ vạc siêu dính. Hiện tại thì em đang ở bản vạc, bãi vạc đánh bằng keo thì anh em biết rồi. Đấy, với cái điều kiện khắc nghiệt như hiện nay ấy, ngày thì nó nắng nóng, đêm thì nó giá sương. Đấy, về cái mẫu keo mà anh em chọn mà nó không phù hợp ấy, đấy, mua mà những cái shop bán hàng không uy tín là về anh em không có đánh được đâu. Còn về bãi vạc thì anh em thấy thực tế thôi. Đấy, keo nhà em, đấy, bàn vạc của ông anh trai thì vẫn sử dụng cái mẫu keo này. Về mẫu keo này là mẫu keo A1 này anh em này. Đấy, keo A1 có bảo hành cho anh em nhé. Đấy, với cái điều kiện thời tiết mà đánh thích hợp nhất là từ 13 độ C cho tới là 39-40 độ C là hợp lý. Trong khoảng thời gian mà ví dụ đánh phơi nắng phơi mưa ở ngoài đồng tự nhiên, ví dụ như bản vạc này thì thường thường là cứ 15 ngày là anh em phải thay keo một lần. Đấy, qua 15 ngày thì cái độ bám dính của nó không còn mấy anh em nhé. Đấy, cứ 15 ngày đổ về. Đấy, thì là anh em sử dụng ok. Còn về keo này thì cách nhận biết của nó đơn giản. Đấy, bên cơ sở là sẽ đóng vào hai hũ chính, một là hũ lửa cân và một là hũ hai là cái hũ 1 kg như thế này. Đấy, về keo thì nó sẽ có màu sáng trong như thế này anh em này. Đấy, trắng sáng. Đấy, trắng sáng, không bị vẩn đục anh em nhé. Đó. Còn về cái keo này thì hiện tại thì với cái điều kiện thời tiết ngoài miền Bắc như thế này, anh em đánh mà sử dụng cái keo khác loại 2, loại 3 chẳng hạn này thì về cái độ bám dính thì nó không có. Còn cách thức vào keo thì nó đơn giản thôi. Đấy, anh em mua trực tiếp hũ như thế này về, anh em chọc thẳng vào que này anh em sử dụng được luôn. Đấy, không phải lấu lướng gì cả. Còn về cái phần bảo quản keo, đấy, nói rõ cho anh em luôn để cho anh em mới chơi nắm bắt được là cái keo này về bảo quản là anh em dùng đến đâu, còn bao nhiêu thì anh em cứ xoáy hộp lắp vào như thế này. Đấy, bảo hành cho anh em là 2 năm, với cái thời gian là 2 năm sử dụng anh em nhé. Còn về đây này, về đây thì là những cái que đánh vạc đây anh em. Đấy, cái que đánh vạc mà vừa em vừa vào này. Đó. Độ kết dính rất là ác này. Đấy. Anh em có thể thấy độ kết dính nó tốt lắm. Đấy. Đấy, khi con vạc nó vào ấy, đấy, hoặc là cò thì nó sẽ bám vào lông cánh, đấy, hoặc là lông người. Với cái độ kết dính như thế này thì nó sẽ bị khóa ngang tầm cánh, nó sẽ không bay được lên. Còn về keo thì anh em mua bên cơ sở nhà em biết rồi. Đấy, cơ sở bán hàng cực kỳ là lớn. Đấy, với cái thời gian bán hàng là cũng lên tới là 4 năm trời bán chuyên về cái mẫu keo cò, keo vạc này rồi thì anh em biết rồi. Đấy thì nếu mà bán không uy tín thì cái thời gian mà anh em sử dụng thì nó chỉ được một bùa thôi. Đấy là người ta sẽ tìm đến shop khác. Ở bên cơ sở em là khách quen quay lại rất là nhiều anh em ạ. Đấy, còn về keo thì để đặt hàng ấy, thì anh em liên hệ qua cái số điện thoại em để ở góc màn hình video nhé. Đấy, anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn keo thì bảo hành cho anh em là độ kết dính của nó tốt. Đấy, với cái thời gian mà ông anh nha, đây hàng tuần thì mốt đấy. Đâm vào đây. Đấy. Bây giờ là đang đi thu keo, đấy anh em nhìn thấy rồi, đấy keo mà ví dụ cái thời gian mà để lâu đấy thì nó sẽ chuyển sang cái màu đen két kiểu như thế này, đấy dính những con côn trùng thì nó sẽ gây ra là chết keo. Đấy, bây giờ là hai anh em là triển khai là thay nhựa để chiến đấu buổi tối nay đánh vạc di cư. Đấy. Qua được làm ok vạc mồi đó, khu vực lèo bên trên. Còn keo thì thường thường ví dụ như anh em mà đánh một cái bãi lớn thì anh em lên tham khảo là mua cả thùng như thế này nhé. Đấy, mua cả thùng như thế này thì nó rất là rẻ đây. Đấy, một thùng như thế này, một vụ mà anh em đánh hết một cái thùng này thì là chúc mừng anh em luôn. Đấy, thùng này 19 cân anh em. 19 cân đấy là tính tốc keo thôi. Còn cái bì của nó là 1 cân anh em nhé. Đấy, một thùng như thế này thì mua vào của nó thì nó giá của nó hơn 3 triệu đồng trên một thùng như thế này. Đấy, và keo sử dụng ví dụ cứ để như thế này thì đánh được khoảng 2-3 năm để trong cái thùng này bịt kín với giấy băng dính anh em nhé. Còn một video thì cũng giới thiệu cho anh em là về keo bị cò vàng đấy, siêu dính của bên cơ sở nhé. Anh em nào mà có nhu cầu mua ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.